Anh không muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc vực không thể sánh bằng quốc vực khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. À đúng rồi. Nó tụi mới nhớ. Thì cảm ơn nghe. Ngài ơi, ngài đừng hát em sợ em nói thật đấy mặt cười. Ngài cảm ơn em. Ông trời rất là công bằng, không cho ai cái gì tất cả. Cho ngài một cái khuôn mặt khả ái, ngây ngất lòng người, một cái tư duy sáng tạo, một sự nỗ lực không ngừng. Thì phải lấy đi ngài cái giọng hát chứ. Chứ mà bây giờ ngài hát hay nữa, ngài con đâu là thiên tài kiệt xuất, mà ngài gọi là thiên tài âm nhạc. Ông hoàng của những nốt cao. Nó là như vậy. Ngày càng đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi đội tuyển. Tuy được để ý tới, nhưng đây không chỉ là... Có. Để ý rất là nhiều. Đừng có thấy người ta không có nói nhiều về mình là người ta không để ý vào mình. Người ta để ý nhưng người ta giữ trong lòng. Tại vì người ta có một sự respect nhẹ. Một cái sự respect nhẹ ban đầu, và khi người ta đào sâu vào bên trong thì người ta gọi là respect từ bên trong respect ra. Nó phải không phải đơn giản là vậy. Không lẽ bây giờ ngày nào cũng bợ em thích anh Ren quá đâu có được. Như vậy gọi là lỗ mãng. Đừng có hồ hởi như vậy. Tôi biết tôi đẹp, nhưng mà đừng có vậy. Đừng có nhìn tôi rồi muốn ăn tươi nước sống tôi. Xin lỗi, tôi hoa có chủ rồi. Đừng có như vậy, đừng có thèm thuồng tôi. Bớt lại. Lúc nào đi ra ngoài đường cũng để lại một cái khăn chùi nước giải nếu mà nhìn tôi. Là vị trí đòi hỏi thông hiểu cặn kẽ về chuyên môn, mà còn cần có khả năng lãnh đạo, đưa ra nhận xét, phân tích tình huống, hợp nhất ý kiến của các tuyển thủ trong đội. Với Liên minh điện thoại Việt Nam trong những năm qua... Thì cảm ơn nghe. Đã nói. Cái thằng nào vậy? Đang reaction về cuộc đời của một vị huấn luyện viên Việt Nam. Cái người này rất là respect. Đề nghị anh em đừng donate. Để cho cái việc chúng ta reaction nó trở nên trơn tuột mượt mà. Chậm lại. Cái anh này là một cái anh mà tôi cảm thấy là anh ta có một quá trình gọi là một cái quá trình tư duy và phát triển bản thân. Anh ta đã sống trong sự dè biểu khinh khi của đồng đội và tội đồ của cả một cộng đồng. Tuy nhiên, thế nhưng anh ta không từ bỏ. Vì phương châm của anh ta, nếu từ bỏ, tôi sợ không còn cơ hội để từ bỏ nữa. Anh ta sợ như vậy. Nên thành ra là anh ta lúc nào cũng cố gắng. Đi lên từ dàn tuyển thủ của năm trẻ, nhưng đạt được thành công từ rất sớm nhờ khả năng lãnh đạo kiệt xuất của huấn luyện viên. Một trong số đó không thể không kể đến con trâu đầu đàn của nhà Buffalo nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Trọng, hay còn gọi là huấn luyện viên Ryan. Cái gì mà đang bi a mà lâu tên cúng cơm vậy trời? Cái gì hả anh Nguyễn Văn Trọng? Nghe nó bước sang liền luôn á. Người ta cái câu văn người ta tới đây là hay rồi nè. Nhưng khả năng lãnh đạo kiểm soát của huấn luyện viên, một trong số đó không thể không kể đến. Một trong số đó không thể không kể đến ngài Ren. Là nó vô liền. Nó vô xong cái mở bài liền là tới thân bài được rồi.
Tôi mà giáo viên dạy văn là tôi cho lạc đề, cho lạc đề liền. Con trâu đầu đàn của nhà Buffalo, nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Trọng, hay còn gọi là huấn luyện viên Red, cho tách cà phê của những ngày dài chờ chung kết thế giới. Đã kêu như vậy thì anh Trọng Văn Nguyễn đi, hay anh Nguyễn Văn Quẹo cũng được, nghe nó Việt Nam nó chất phát thật thà dễ thương. Anh Nguyễn Văn Quẹo, còn không là anh Trọng Văn Nguyễn, nó đáng yêu hơn nhiều. Còn không được kêu ngài Ren, một trong ba cái đó thôi. Tôi chê nha, cái này tôi chê nha, cần phải tư duy lại nha. Hãy cùng chúng mình điểm qua đôi nét về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của ngài Ren với Liên minh Huyền thoại Việt Nam nói chung và Á quân VCS Buffalo nói riêng nha. Đáng lẽ là tôi không có tên Quẹo đâu, tôi kể mấy ông nghe. Sẵn cái tên tôi kể cho mấy ông nghe. Cũng bà dì tôi, bà dì tôi bà ra dẻ, bà lanh lắm, bà ra dẻ bà lanh lắm. Tôi nghe kể lại tại sao tôi có tên Quẹo. Hồi xưa lúc tôi còn nhỏ, lúc đó tôi còn nhỏ nhỏ xíu nhỏ xíu, lúc má tôi đẻ tôi ra mới được vài tháng, tôi đã bắt đầu nhận thức được cái việc mắc tè và tôi tè. Thì cái bà cô của tôi á, bà me tôi hay sao, bà nhìn hàng của tôi xong bà nói chỗ này sao nó tè qua một bên vậy. Từ đó gọi tên là thằng Quẹo, gọi là thằng Quẹo chết cái tên luôn. Hồi xưa tôi hồi nhỏ tôi tên Đạt, tên khai sinh là Trọng, qua cái miệng bả chết luôn cái tên, chết. Khi mà tôi biết nhận thức được cái chuyện đó, tôi đã phải gọi là có một thời gian tôi chỉnh đốn lại, tôi chỉnh đốn cái đó của tôi cho nó thẳng tắp lại. Và bây giờ nó rất là gọi là nó gây gớm đó. Nó là bây giờ là thí dụ như mà dùng một cái chiêu gọi là in tiêu trong Liên minh Huyền thoại mà để mà giải cái gì, để mà miêu tả là chỉ có một cái mà có thể đúng thôi, đó là không kệ, không thể cản phá. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên ấn like và subscribe cũng như để lại bình luận góp ý cho cà phê Liên minh ở bên dưới. Trời, mấy ông thấy không? Lúc này làm việc tôi nói phờ phạt ghê luôn á. Lúc này làm việc là kiểu phờ phạt này nọ luôn á. Ngày nào cũng phải chuyên tâm này nọ. Trời ơi, mặc V-Line này luôn á, phải mặc phờ phạt. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe cũng như để lại bình luận góp ý cho cà phê Liên minh ở bên dưới. Còn bây giờ thì cũng bắt đầu video thôi nào. Mùng 9 tháng 9, siêu sale ngày hội trăng rằm cùng shop cà phê Liên minh .com. Huấn luyện viên Ren. Nam thần mấy má ơi, như trong truyện tranh vẽ ra vậy đó, như trong truyện tranh. Tên Ren, tên thật là Nguyễn Văn Trọng, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1995, năm nay 27 tuổi, thuộc cung Bạch Dương. Tính cách của anh cũng mang nhiều nét đặc trưng của cung hoàng đạo nhóm lửa này. Có phần thẳng thắn và ít nể nang ai, nhưng lại sôi nổi, nhiệt tình, hết mình với công việc, có trách nhiệm với lời nói và hành động bản thân. Sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách, anh có một sự nghiệp thi đấu không quá viên mãn so với nhiều player tuổi ấy. Nhưng đây cũng là cơ hội và kinh nghiệm giúp anh bén duyên với vai trò huấn luyện viên như ngày hôm nay. Ý ế ế, thì cảm ơn nghe. Bao tiền cho clip này vậy ngài mặt cười? Em ơi, cái này là sự thật. Cái gì cũng vậy, thuốc đắng giả tật, mà sự thật thì nó hơi mất lòng. Sự thật. Trời ơi. Trời ơi, giờ quay lại lúc này được không? Nắm lửa này, có phần thẳng thắn và ít nể nang ai, nhưng lại sôi nổi, nhiệt tình, hết mình với công việc, có một sự nghiệp bén duyên với vai trò huấn luyện viên như này. Trong riêng lĩnh này, và phải khẳng định rằng quay lại lúc này được không mọi người? Cho tôi quay lại lúc này đi. Tôi cảm thấy tôi cần quay lại lúc này. Giờ sao giờ tôi mập dữ vậy trời? Vậy sao tôi xấu như vậy? Hiện tại là một trong những huấn luyện viên thành công lâu dài nhất trong riêng lĩnh vực của mình. Anh cũng đã có không ít những đóng góp tích cực đến Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Đúng. Không chỉ trong công tác huấn luyện
mà còn trên phương diện phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thế hệ kế thừa những lớp tuyển thủ sắp qua độ chín sự nghiệp. Đây là một điều nhiều người trông đợi, nhưng chưa ai làm tốt nhiều năm được như Ryan, và điều đó khiến anh xứng đáng là người kính trọng trên bản đồ Liên minh tại Việt Nam. Đó, tôi respect anh Ryan. Tôi đang reaction clip này với tư cách là một viewer. Tôi là một người viewer nhìn vào anh Ren trong quá khứ, tôi là Ren tương lai nhìn vào Ren quá khứ để xem những cái hành động cũng như là cái quá trình anh ta trong vòng 2 năm qua anh ta đã làm được những gì và anh ta như thế nào. Từ việc anh ta thay đổi ngoại hình, từ việc anh ta bị ném đá, từ việc anh ta hay có những phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội dẫn đến một rất là nhiều ý kiến trái chiều, và từ đó có rất là nhiều người hay bảo anh ta anh hay ra dẻ quá. Nhưng không, anh ta vẫn kiên định với một cái suy nghĩ và một cái lối đi. Vàng thật không sợ lửa, anh ta không làm gì sai, anh ta không sợ. Đó là một trong những thứ mà tôi rất là respect anh ta. Và tôi rất là respect một người nữa, đó là cái bạn mà vừa donate tôi 1.000 đồng với nội dung là em là boss lâu năm Liên minh huyền thoại mà thấy ngài ứng không chịu nổi. Rất là respect em nha, đã nhớ đến cái số tài khoản 0181003436045 Nguyễn Quang Trọng, Việt Công Banh, quận 7, cũng như là 0908098204 Momo của ngài nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Như đã nói ở trên, Ryan đã có khởi đầu cơ duyên với Liên minh huyền thoại trên vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh thi đấu 3 năm ở vị trí chủ yếu là đường trên, nên mà người ta thường cho rằng là nơi so kẹt kỹ năng, độ tay to. Trời ơi, cái thời này tôi nói thiệt với mấy ông á, tôi áp lực vãi luôn á, cái tai muốn gãy rồi. Đã đánh cái mùa 2017 Fnatic Ren, cái mùa đó là tôi nói mấy ông rất là nhiều rồi, là cái mùa đó là không có tập trung vô luyện tập được. Là phải đi bán này, nói chung là đi làm này làm kia rồi phải lo cho tôi nó luyện tập từ A đến Z, vừa làm quản lý, vừa làm huấn luyện viên, vừa làm một thằng anh, vừa làm một người mà đồng đội, vừa làm một người tâm lý học cho tụi nó này nọ các thứ. Làm sao con người có thể làm được nhiều chuyện cùng một lúc mà tốt được hả quý vị? Quý vị phải hiểu cho tôi. À, quý vị phải hiểu cho Ren thời đó. Tôi đang với góc nhìn của một viewer. Quý vị sau khi tìm hiểu câu chuyện, quý vị sẽ hiểu là cái thời này tôi đã muốn không phải thời này Ren trong clip đã không muốn đánh nữa rồi. Ren kể tôi nghe. Nhưng mà lúc đó là thằng Naon nó có nói là ráng đánh một mùa nữa đi anh. Tại vì bây giờ team không có người. Thằng Ti thì nó đánh già quá mà nó lì. Nên thôi anh ráng đánh một mùa nữa đi. Chứ cái mùa này tôi xong cái đùa ha, tức là tôi không định đánh đồ. Tôi định làm, một là tôi làm quản lý, hai tôi làm huấn luyện viên để tôi support cho tụi nó. Đó. Xong cái mùa này thằng Zeros nó mới chém tôi, nó level 1, nó cầm con phi ra, tôi cầm on, nó chém tôi 7 điểm yếu. Nó làm như nó coi phim Thức Kiếm Anh Hùng vậy mấy má. Level 1 đứng trong cái bụi nó vô chém 7 cái, từ đó Ren Thức Kiếm Anh Hùng ra đời. Có con ngon nào vậy không? Của những người đàn ông chân chính. Điều này phần nào cũng đúng với ngài Ren. Thế nhưng vào thuở anh còn thi đấu, Liên minh người tại Việt Nam cũng có không ít những tài năng top lane như là Stark, KTV, thậm chí sau này là Zeros. Ren không quá thành công ở vị trí tuyển thủ, dù sự nghiệp của anh trong 3 năm cũng chuyển qua lần lượt nhiều đội tuyển khác nhau. Ren khởi đầu sự nghiệp của mình được tại đội tuyển Zotac United. Nếu có bậc thầy kiểm soát thuở bấy giờ là 3 giờ béo, nhưng anh cũng ở lại trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Cái thời này này anh em tôi, thời này anh em tôi nó đánh bên HR 16, Ren đến với mái nhà Hà Nội Skyrack, cái nôi sản sinh ra rất hồi xưa râu quai nón luôn á mấy má, không có đơn giản nha, râu quai nón, tóc quăng, râu quai nón, râu là không cạo là 2 ngày cho nó ra thành rừng luôn á. Tôi đáng lẽ là tôi định tôi làm kiểu là một gọi là một cái người mà có râu dài thật là dài. Tôi mỗi lần tôi đánh giải là tôi vậy nè. Đó, tôi vuốt vậy nè. Tôi kiểu như là một người mà kiểu dạng như là có một cái tầm nhìn chiến lược, chiến thuật á, tụi nó đánh mà tụi nó gặp tôi vuốt râu cái hay là tụi nó quýu. Mà cái thời này phỏng vấn dễ thương lắm. Thế cái thời này phỏng vấn vậy nè, thời này phỏng vấn mà thí dụ ai mà hỏi thì phỏng vấn à. Thật ra thì đối với đối thủ thì Ren cảm thấy cái chuyện mà đối thủ đánh như vậy thì cũng bình thường. Ren thì có thể làm tốt hơn. Và ở meta này đó, giả trân à, giả trân, không phải như bây giờ. Giả trân à, giả trân. Nhiều tuyển thủ có tiếng sau này không biết học diễn xuất ở đâu, từ nhỏ đến lớn, không hiểu. Ai biểu đam mê gì? Đam mê đồ bếp, đam mê diễn xuất, đam mê game.
đam mê mấy cái ác ác không à. Sao bây giờ vừa làm game bây giờ vẫn nấu ăn cho tụi nhỏ, nên là có biệt danh nấu mì, có biệt danh nấu mì nấu cơm. Sao bây giờ vừa làm game cũng bài đặc diễn chim chim đồ, chim mơ đồ, diễn đồ. Như là thần dựng Levi, Zero Day hay chính là nhà đồ của Severus. Hay ra dẻ quá, hay làm nhiều quá. Thiệt hay ra dẻ quá. Làm thứ thôi, làm hốt đi viên thôi, làm nhiều quá ra dẻ quá. Hiện tại, và sản thủ bất fan, no way. Hano Scarab tại giải bước nổi chỉ đóng vai trò là kẻ thách thức mà thôi. Họ phần nào làm khó được những ông lớn, nhưng khó lòng bứt phá lên thành một thế lực. Họ không có quá nhiều thành tích tại MDCS 2016, và bản thân Grant thuở đó cũng chỉ là người ta đánh giá là một đường trên tiềm năng với lối chơi khá đa dạng mà lại độc dị, sẵn sàng mang những vị tướng khó đoán thời điểm đó lên khu vực đường trên. Tới năm 2017, khi nhiều tiền tuyển tiến tâm trước đó. Thằng nào bảo là đó, Grant chưa trong game ra. Con cameo của tôi. Cái giò tôi hồi xưa đá một cái nè, một cái là một thằng. Bóng của khu vực đã đến hồi tan rã. Gigabyte Marines quyết định xác lập đội hình trẻ với tham vọng thống trị giải đấu và hướng tới quốc tế. Đó đó, cái thời đó là cái thời mà tôi nói với anh em là tôi với thằng Levi đó, hai thằng nhân cặp mới cưới vậy đó, cố gắng cùng nhau mỗi ngày xây dựng tương lai hạnh phúc gia đình. Trong vòng 3 tháng trời, hai đứa chỉ có diện là hả, từ nhà đi ra chỗ trên xong về. Đúng 3 tháng trời. Cái thời đó anh em đâu có biết tụi tôi đua đắng nhau đâu. Ren ơi cứu Khánh, Khánh ơi cứu Ren. Mọi người không biết cái thời đó, Cái thời bập bẹ mới vào nghề. Anh em tôi đồng sinh ra tử 3 tháng trời. Đâu có biết những câu chuyện mà tôi chen xong tôi về tôi khóc thầm. Nước mắt tôi rơi, trò chơi nó vẫn còn tiếp tục chứ nó không có kết thúc. Cũng là một trong những cá nhân được tổ chức này chọn mặt gửi vàng bên cạnh người đồng đội cũ ở Skyrim là Levi và những hảo thủ như là Optimus, Stray. Cái thời này là tôi vô game trước. Xong rồi tôi mới kêu là bây giờ thôi Khánh. Tại vì lúc đó là Khánh nó vừa hết bệnh. Hồi xưa nó bị bệnh viêm màng phổi. Phổi nó chảy dịch. Nó phải dưỡng bệnh 6 tháng. Sau khi nó đỡ bệnh rồi, lúc đó là tôi mới nói là Mày xin vô game đi. Rồi có gì tao một phiếu thuận. Nico đã rescan 100.000 đồng. Chúc ngài Gen cùng Bầy Châu sẽ sớm đậu visa và sớm đến được với CKTG 2022. Cảm ơn Kiko, cảm ơn con cô nha. Đó, xong rồi lúc đó lên video. Thế nhưng giữa những ngôi sao quá ưu tú, Red cũng không quá cạnh tranh của Xuân Đánh Chính với người đi đường trên quá toàn diện lúc bấy giờ là bội bậc. Không có, nói cái này là sai, nói cái này là không có đúng, không có hiểu câu chuyện lúc đó. Câu chuyện lúc đó là như thế này nè. Câu chuyện lúc đó là cái cách vận hành của game tại thời điểm đó là sẽ canh focus cho một thằng chửi à. Canh focus cho một thằng chửi, chửi thằng từ thằng Sợt, thằng Slay, thằng Minap, chửi tôi. Đó này nọ các thứ. Xong rồi lúc đó là tại thời điểm này là lúc này là chửi tôi nè, lúc này là vừa vô đánh giải là chửi tôi nè, focus tôi nhiều nè. Và lúc đó tôi còn trẻ trâu lắm. Tôi kiểu tôi không có thích cảm giác mà bị người ta chửi. Xong rồi lúc đó, tại lúc đó là ba mẹ tôi ở nhà có chuyện nữa. Mấy ông có biết là cái lúc mà tôi đang chen thì hả, ba mẹ tôi kiểu dạng như mẹ tôi gọi điện cho tôi bảo là ba mày đánh tao này nọ, khóc sùm này nọ, mà nó trong một khoảng thời gian luôn chứ nó không phải là ít. Xong thành ra lúc đó tôi trầm cảm quá, tôi chết quá, tim á thì hả bị sấy, xong bị focus, bị chửi. Còn gia đình á thì ba mẹ không có tôi ở nhà, xong mà thành ra là hả lúc đó ba mẹ tôi hả kiểu đánh lộn hoài. Tôi vô cái thế kiểu như đúng trầm cảm, đúng xì chết, đúng không giải quyết được gì. Xong đến một thời điểm không chịu nổi nữa là lúc đó là tôi vừa đánh xong 6 game là 3 trận. Tại vì lúc đó là ga mạnh lắm, đánh với đội nào cũng là 2-0 tôi đánh 6 trận. Trong đó có 2 trận Camille, 4 trận Maokai. 3 trận Camille, 4 trận đúng rồi, 2 trận Camille, 4 trận Maokai. Xong rồi lúc đó là hả tôi chịu hết nổi rồi.
tôi mới ao. Lúc đó tôi mới ao. Xong thời gian lúc mà ao về xong mà thấy gia đình này nó hạnh phúc, nó cũng cảm thấy hả, cũng cảm thấy thoải mái, cũng thấy cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhưng mà nhiều khi tại vì thời điểm đó mà tôi không ao là stuck, nó không có vô gam đâu. Tại vì lúc đó tôi với thằng Lê Vy là kiểu như là một cặp bài trùng luôn á. Tôi với nó là một cặp bài trùng. Tại vì tôi với nó là hả, từ Skydive với nhau. Sau rồi đó là lúc mà về game, tôi với nó là hai cái thằng đua nhiều nhất và hoạt động với nhau nhiều nhất luôn á. Kiểu như tôi với nó là làm cái gì cũng làm cùng với nhau đó. Nên tôi hiểu tính nó là hiểu tính tôi, với lại nó chơi với tôi với nó là hòa hợp nhau. Đó. Xong rồi lúc đó tôi dứt áo ra đi thì anh không có người, thì anh Muội mới trám lên, anh Muội đi top. Sau lúc sau mới tuyển Stuck vô. Câu chuyện đó là như vậy đó. Đó. Và điểm đến kế tiếp cho sự nghiệp của đường trên thăng trầm này là Cherry, một đội tuyển cũng khá có tiếng. Xong lúc này là cái gì? Lúc này là tôi về xong gia đình tôi ôm ấm niệm cái gì? Tôi định là tôi định cái lúc mà tôi ao gam là tôi định đi học đầu bếp rồi. Tôi định đi học đầu bếp rồi. Bạn tôi là thằng Phúc. Thằng đó gọi không phải gọi là bạn, nó có thể gọi là ân nhân của tôi luôn á. Nói chung là đó giờ tôi chưa thấy một cái thằng nào mà kiểu dạng như là nó quý mình và nó giúp mình nhiều như thằng Phúc luôn á. Thằng Phúc Nguyễn Ngọc Phúc, quê ở Thanh Hóa. Bạn tôi bây giờ đang đi du học rồi. Nó giúp tôi quá trời luôn. Nó là bây giờ mày mà đi học đầu bếp đi, tao hả, tao trợ tiền cho mày đi học luôn. Không, lúc đó tôi còn chai thẳng mấy má ơi, trời ơi. Lúc đó là tôi vẫn còn mê chém chép lắm. Lúc đó nhìn tôi xấu xấu vậy thôi chứ tôi cũng nói chuyện được. Tôi cũng kiểu nói chuyện với bạn nữ, mấy bạn nữ cũng thích, cũng thích tôi lắm. Chứ tôi tưởng thẳng chuyên nghiệp mà. Cũng có nhiều người để ý tôi chứ vợ. Xong rồi hả, tự nhiên lúc đó gia đình êm ấm lại. Thôi đi theo chuyên nghiệp lần nữa coi còn sao. Đi theo lần nữa còn sao. Coi mình còn sức, mình còn cái duyên nữa không. Mình còn sức, mình còn cái duyên nữa không. Thì mới vô CR. Bây giờ của những siêu sao sau này như là Celebrity, Ronopi và Parker. Nhưng cũng tại đây, anh cũng không đặt nhiều kỳ vọng và rời đi trong khoảng thời gian vài tháng sau đó. Nguyên nhân này cũng còn mờ ngỏ, nhưng thực chất là về kết quả. Đây cũng được xem là một quyết định đúng đắn, một bước đi táo bạo của Ren. Không phải là hả bỏ ngỏ. Biết tại sao mà tôi ao CR không? Tôi ao CR tại vì lúc sau á là khi xong cái mùa này là thằng Saple nó đi nè, thằng Ron nó đi nè. Xong rồi nguyên một cái team CR mới là tuyển thêm vài thằng nữa, trong đó còn Kip, thằng Clear, Ba Ke, Kip, Clear, Ba Ke, tôi, thằng Tà Su, thằng Wazon. Ừ đúng rồi, đó. Thì tôi mới nói với ông Mỹ, tôi nói bây giờ team mà muốn có kết quả tốt thì phải luyện tập như vậy nè, phải như vậy nè thì mới có thành công. Chứ cái gì mà luyện tập này nọ kiểu như chơi không ăn không ăn không lấy lương vậy đó. Tôi nói với lại ông Mỹ như vậy. Sao ông Mỹ tin mấy đứa kia không tin tôi, xong đòi kích Ba Ke. Cái rồi tôi mới nói với ông Mỹ bây giờ anh cho nó cơ hội đi, tại vì bây giờ ít dù nhiều gì nó cũng đã có sự cố gắng rồi thì anh phải cho nó cơ hội chứ. Xong rồi lúc sau tự nhiên kêu mấy đứa kia xuống Ba Mỹ, kêu mấy đứa kia xuống Cần Thơ, không có kêu tôi với Ba Ke luôn mấy má, không kêu tôi với Ba Ke. À ý là kêu nguyên đám về trước đã, về hết đi, về Thành phố Hồ Chí Minh hết đi, ai về nhà nấy hết đi, về quê hết đi đó. Xong rồi cái gì, xong rồi kêu mấy đứa kia về Cần Thơ lại, không có nhắn tôi với thằng Ba Ke một tiếng gì luôn. Xong lúc xa là mới biết là mùa biển năm đó đã cách tên em rồi, vì lời nói đó em xa rời nhìn thế. Kích khéo luôn. Đó. Đó là như vậy. Mấy ngày tiếp theo và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp của Red là đội tuyển hạng 2 BCS thời đó, Young Generation. Đây sẽ là tiền thân của Buffalo sau này.
Đây là nơi mà Ryan đã để lại nhiều dấu ấn nhất. Xong mà tại sao tôi bán duyên lại tôi IG này? Tôi bán duyên tại IG này là tại vì hồi xưa lúc mà trong Ace Gaming 2014-2015 á, là tại thời điểm đó là tôi chơi chung với Mikuro với thằng Ballet, là tôi tụi nó là ở team Ace 3, còn tôi là ở team Ace 2 với Ace 1, là tôi đánh VZA, còn tụi nó là đánh những cái giải nhỏ, tụi nó chưa có đủ tuổi, thì tụi nó chơi, tôi chơi với tụi nó, chơi tụi nó tại thời điểm đó rồi. Cái thời đó nha, tôi nói thiệt mấy ông, tôi đi học đại học mà ngày nào tôi cũng kiểu dạng tôi cũng chở Ballet lên cái chỗ Ace để chơi game, tại vì thời đó không có tài trợ và Ballet nó không có tiền. Tôi đi qua nhà Ballet, tôi chở Ballet sáng thì tôi có, tại vì tôi cũng có kiểu tiền riêng này nọ, tại vì lúc đó tôi cũng làm cái này làm cái kia riêng riêng để có tiền, thì tôi mua đồ ăn cho Ballet, xong rồi tôi chở Ballet lên đó, xong rồi chở về để mà chỗ đó tài trợ chơi không có tốn tiền đó. Cái thời đó Ballet đúng tội luôn á, đúng tội. Còn có cái vụ hồi xưa, cái vụ này tôi nói bây giờ hả, cuộc sống bây giờ đứa nào cũng tốt lên rồi, thì kể cho anh em biết hồi xưa Ballet tội lắm. Mẹ Ballet là bị bệnh chân cà nhắc, đi bán với số. Ballet thì lúc đó nó đam mê về game, anh hai thì nó thì cũng không được tốt lành gì, xong có mỗi mình nó theo game, mà nó không có tiền, mà gia đình nó khó khăn, nó ở nhà thuê nữa. Xong lúc đó là hả, tôi biết Ballet, xong có một cái sự kiện là tôi kiểu như tôi nhờ, tôi xin anh em trong Ace, lúc đó anh em trong Ace tình cảm lắm. Xong rồi tôi đi nhờ anh em kiểu xin anh em mỗi người kiểu dạng như người nào đóng góp được nhiêu, đứa 50, đứa 100 này nọ để đem về cho Ballet đóng tiền nhà đó. Đó. Không có đơn giản đâu. Hồi xưa là sống kiểu tình nghĩa tới vậy luôn đó. Nói tới giờ hơi cảm xúc chút xíu. Xong rồi lúc sau là tôi vô team này thì thằng Venus nó có thích tôi. Nó không thích tôi từ đó đến giờ rồi. Tại vì cái tính tôi thẳng quá. Cái tính của tôi là có làm sao tôi sẽ nói như vậy. Tôi thẳng lắm. Thằng Naon thì nó cũng biết tôi thôi. Tại vì nó biết tôi trong game đó, là nó nói là chắc anh Ren sẽ kiểu ghê này nọ. Đó, nó nhìn tôi chơi game nó cũng thấy tôi đánh ghê. Thời này tôi đánh cũng ghê. Nên là thành ra là nó mới tụi nó mới ok. Tại vì tôi ba thằng này là ba cái co. Thì thằng Venus nó không thích tôi, nhưng mà thằng Venus thì phải theo ba thằng này. Nên ba thằng này hả ok. Mấy ông biết thời này không có khái niệm slip boot hay gọi là cái gì đâu. Cái thời này là tôi chỉ cho tụi nó chơi nè. Nguyên cái mega top là tôi lấy, nguyên cái game mega boss là tôi lấy. 1-6 nó không nói lên gì á. Tụi nó sợ đẩy lắm. Thời này tụi nó chơi tụi game tụi nó không có dám đẩy, tụi nó sợ chết. Xong rồi tôi cứ kêu là mấy đứa đẩy đi, anh đẩy nè, mấy đứa đẩy đi, anh đẩy nó mà lên đó bắt anh á là mấy đứa cứ đẩy trụ, còn mà mấy đứa ra quýnh lộn, nó quýnh lộn với mấy đứa cứ lui đi, ra anh đẩy trụ cho. Xong nó kiểu nó ngán, nó không dám làm. Nguyên cái đường tớp, nguyên đường boss là tôi lấy. Cái trận này tôi nhớ mà, tôi chơi view ra tôi nhớ. Xong trận này tôi mới ra tôi nói, tôi chỉ tôi nói mà. Vợ anh đi chưa? Chưa, anh stream xong anh mới đi. Vợ anh chưa đi rồi. Đó. Thì tôi vô team này, tôi vô team IG, tôi mới là cái thằng mà hả lên kế hoạch tập luyện, tôi bay phải tập luyện sao? Xong rồi tập luyện rồi thì phải là hả mình là cái thằng ngồi review cho tụi nó, chỉ tụi nó phải như vậy vậy nè, mày phải như vậy nè. Xong rồi mình cũng là cái thằng mình đánh răng hàng. Lúc đó răng hàng mình cũng cao, mình là cái thằng răng hàng cao nhất trong đó, tại vì mình đánh đã từng ra mình đánh ra. Xong mình cũng đi la liếm cái thằng bạn mình bên Đài Loan, xong mình la liếm nó, mình mới chen với thằng Đài Loan hạng 2. Xong rồi tụi nó mới bắt đầu, lúc đó tụi nó mới chen với lại bên Đài, chứ hồi đó tụi nó toàn chen ở Việt Nam. Tôi bắt tụi nó chen bên Đài, xong rồi chen bên Đài, xong rồi tụi nó trình, tụi nó mới lên đó. Chứ không phải là đơn giản. Lúc đó là tụi nó lên trình được là do tụi nó phải tự phát triển bản thân này nọ, không có đâu. Những tháng ngày thi đấu tại đây cũng trả lời cho câu hỏi tại sao Ren là người chơi đầu tiên tại Việt Nam được tôn sùng bằng danh sự ngài. Sau này cũng có những Lord Hani, ngài X, ngài Emperor
Nhưng Ray chính là khởi nguồn và kẻ xứng đáng nhất cho danh xưng ấy. Nói về YG khi đó, đây là đội tuyển hợp thành từ những tuyển thủ rất trẻ. Còn Ray như kẻ trên đã kinh qua nhiều đội tuyển và có một sự nghiệp dày dặn kinh nghiệm rồi. Hãy đến đây với sứ mệnh anh cả, đầu tàu dẫn dắt, người bổ sung kinh nghiệm thi đấu và kiềm chế tính hiếu thắng của những người đàn em. Young Generation với sự góp mặt của Ray, tuy rằng cũng khó lòng đánh bại được thế lực Gam tổ đó, nhưng họ vẫn cán đích ở vị trí thứ hai với màn trình diễn choi sáng. Cũng được kỳ vọng cao rằng có thể làm nên chuyện ở vòng loại khu vực hoặc xa hơn ở đấu trường quốc tế. Tại vòng loại khu vực CPL, nơi YG phải đấu tranh giành lấy một vị trí đi chung kết thế giới cùng năm. Còn vụ Zeroth tới nỉ phốt ngày dụ dỗ đi đêm là sao? Tôi không có muốn lâu cái chuyện quá khứ ra đâu thiệt luôn mấy ông. Những cái chuyện nói chung là những cái chuyện đen tối hồi xưa là tôi không muốn lôi ra nữa đâu. Chuyện nó đã qua thì để nó qua đi nha. Nhưng mà cuộc đời tôi từ đó đến giờ chưa lôi kéo bất cứ một thằng nào ở team nào cả. Ok chưa? Vụ đó trước đó kể sơ sơ rồi, nhưng bây giờ kiểu như là không có khui ra. Bây giờ khui ra thì nó sẽ có hai cái câu để nói vô tình huống này. Một là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Còn cái trường hợp thứ hai là kiểu như bây giờ hả, nói lên được này nọ xong rồi kiểu dạng như quay lại nói về hồi xưa này nó, nên là tốt nhất là bỏ qua câu chuyện đó đi. Brian vẫn là người được gọi tên khi có pha xử lý hạ cách tôi xuống nhường vị trí thi đấu cho nhóc tí ở thời điểm then chốt. Không phải thời điểm then chốt vậy. Cái lúc này tụi tôi đang chắc đã cái clip này thì cái làm là phải nói cho đúng. Cái clip này cái lúc này là tụi tôi chắc xuất vô vòng trong rồi nên mới cho thằng Ti đánh. Tại vì lúc này thằng Ti là cái thằng rất là lì. Nó siêu lì luôn và nó là cái thằng chơi game web á. Trong khi team tụi nó chen thấy mẹ ra, tôi với tụi ba thằng kia chơi làm đủ thứ đủ kiểu chơi luyện tập này nọ. Nó vừa chơi nó chơi game web. Nó vừa chơi nó bật nhạc nó nghe. Tôi hỏi nó bây giờ mày đánh giải trọng tài có cho mày vừa nghe nhạc mày đánh không? Vậy tại sao mày ngồi mày chơi game mày nghe nhạc làm cái bùng què gì? Rồi mày vô giải mày có được nghe nhạc hay không? Rồi mày không nghe nhạc mày đánh dở hơn rồi sao? Rồi xong trong lúc nó chơi thì nó chơi game web. Nó nạp tiền game web, nó chơi game web. Thì bảo làm sao tụi này không cho nó đánh. Bảo làm sao tụi này không cho nó đánh. Chứ không phải lúc đó là tôi giành suất của nó hay cái gì. Game web là mấy cái game mà chơi hồi xưa có mấy cái web mà bấm vô chơi mấy cái trò online này nọ nạp tiền này nọ đó. YG có thắng lợi quan trọng trước đội tuyển Kuala Lumpur. Cái này là sai nha, lúc này là tôi đã đủ điểm để vô rồi mới cho nó đánh á. Để rồi bước vào kèo BO nam sinh tử, đã nhớ nhất trong lịch sử đội tuyển này. Tại đây YG bị dội một cái nước lạnh từ sớm khi đối thủ. Cái này là vòng nhánh sau. Cái nhánh trước á là tụi tôi đánh với lại Sanson là 3-1 hay 3-2 gì đó. Tụi tôi đánh với tụi nó 3-1 hay 3-2 gì đó là tại thời điểm mà lúc mà đánh cái nhánh ở ngoài á là tôi đánh với Jisoo á là tôi có máu, lúc đó tôi máu hơn thua của tôi nhiều lắm. Máu hơn thua của tôi đúng nhiều luôn, siêu nhiều. Mà lúc đó tôi đánh với Jisoo giai đoạn ngoài á là tôi đánh những kiểu ngang đó, đè có những trận tôi đè luôn. Xong rồi á vô tới chung kết nè, tôi kể anh em nghe cái ngày là cái ngày chung kết trước đó ngày. Hồi xưa đâu có biết. Hồi xưa tưởng vậy là ngầu. Dễ thì cảm ơn nghe. Để kể cho nghe. Em vừa vào mà sao ngài căng quá vậy ạ? Ngài đang cảm xúc, ngài đang nói kể cho mình nghe ngầu. Cái bữa trước cái ngày chung kết là cái ngày mà tất cả mọi người lên cái chỗ mà gọi là nó là một cái quán mà có thể nhìn ra sông và nhìn ra một cái cầu rất là lớn luôn, một cái cầu đèn này nó rất là lớn của bên Thái. Đó. Thì bình thường tôi là một cái thằng mà kiểu như vui vẻ này nọ với mọi người. Xong mà nói chuyện này nọ các thứ rồi vui vẻ tạo không khí. Bữa đó không biết ai gọi là ai dựa mấy má. Làm vậy nè. Ngầu lắm. Làm vậy tưởng ngầu. Vậy nè. Ngồi nhìn cuộc đời im lặng không nói gì, không ăn không uống gì. Hồi xưa tôi mập mà tôi ham ăn lắm. Ngồi ngầu. Suy nghĩ gì cuộc đời. Ai qua nói chuyện thì cũng nói một hai câu rồi. Ra vẻ rồi, đúng rồi, đúng rồi, từ ra vẻ kiểu thể hiện á, kiểu nghĩ quan trọng này nó cái thể hiện cho người ta biết mình đang kiểu coi ngày mai là cái ngày quan trọng á, nó vậy.
Tưởng vậy ngầu, tưởng vậy ngầu. Ngày mai đánh đúng ngu luôn. Ngày mai đánh 3 trận đầu trận nào cũng ngu luôn. Đánh trận đó, đánh 2 trận chứ đúng không? Trận nào cũng ngu á. Xong rồi biết sao không? Tới đường Ti vô, thằng Ti được một cái, lúc đó anh em mới nói là bây giờ chỉ cần mày đánh mấy con mà mày nhịn Jisoo thôi, mày đừng nhìn Ren. Anh em đánh hơn thua á. Mày nhịn Jisoo thôi. Xong nó quýnh bàn Galio cái mới đi chung kết thế giới đó. Thủ dễ dàng có được 2 bàn thắng trong vạch, đứng trên cũng là vị trí bẻ gãy dễ dàng, một phần dẫn đến thất bại trong vạch. Một lần nữa Ren phải xuống đài, nhường vị trí lại cho nhóc tí. Và quả nhiên, đứng trên dự bị cho Ren trực tiếp giúp YG thành công trên hành trình kỳ diệu, ngược dòng đối thủ ASC để lấy về tấm vé. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy hoàng hôn sự nghiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp của Ren. Và nhiều người cũng cho rằng anh chỉ nên chờ vị trí phù hộ YG, vì mỗi trận quan trọng thay Ren ra thì đội chiến thắng. Ở chung kết thế giới thì đây mới là nơi khiến Ren thực sự đi vào ngôi đền huyền thoại. Tại đây không một hợp đồng. Má ơi, sao lúc này thì tôi nói thiệt với anh em, lúc này ngu một cách khủng khiếp luôn, ngu một cách đê tiện luôn á. Trời ơi là trời, tôi không tin được luôn á. Một cái thằng mà hả, cái những cái pha mà đánh ra gác đi vào lòng người của tôi mà sao mà có thể làm được một cái pha này như vậy luôn á trời. Mấy cái pha này chỉ cần làm từ từ thôi, chạy thẳng lên rồi e xong rồi rờ nó là nó chết rồi, tự nhiên e blast rờ quăng tùm lum tùm la. Không đồng lương, không áo đồng phục, Ren âm thầm đầu quân cho Fnatic, đội tuyển vô địch thế giới mùa 1, cũng là đội tuyển chung bảng với YG trong vòng play-in căng thẳng. Tại đây những tình huống thi đấu ở thời khắc quan trọng của người chơi đường trên Fnatic Ren. Xong rồi team nguyên team đi về xong đi, tự nhiên đi mình với ba đi đâu vậy? Giúp Fnatic có được chiến thắng nhẹ. Cái gì vậy? Chiến thắng này giàn tiếp giúp Ren của Fnatic nhất bảng. Để có một kèo đấu BO nằm dễ thở tuyệt đối. Còn YG đụng độ với ông lớn APL lúc bấy giờ là team WE và sẵn sàng có một vé cho tuyển nước. Dễ hiểu khi YG khi đó thất bại trong bánh và danh xưng ngài cho Ren cũng chính thức của giới Liên minh huyền thoại. Mà tôi hả? Mà tôi phải kể cho anh em nghe cái này. Tôi kể cho anh em cái này nè. Là cái thời này nha, có hai câu chuyện sẽ kể cho anh em. Cái câu chuyện đầu tiên là cái lúc đó tụi tôi đánh á, là tôi chỉ sợ mỗi thằng WE thôi, còn tụi tôi gặp thằng nào tôi trùng thằng đó luôn. Sợ mỗi WE thôi, mùa đó WE vô top 4 đó. Tôi nói tụi tôi gặp thằng nào là trùng thằng đó luôn, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là sau 2 năm trời. Sau 3 năm trời với 3 năm. 3 năm trời. Thì chính thằng Ballet với thằng Bikuro nó mới nói với tôi. Nó mới nói với tôi vậy nè. Hồi xưa nó nói tôi là nói khùng nói điên. Nói khùng nói điên chỗ nào anh em biết không? Nó nói khùng nói điên cái chỗ là tôi nói á, là sau cái quay này nè, là nó quay nó sẽ vậy trong vòng 1 phút nữa nó sẽ vậy quay nó sẽ vậy và tụi nó sẽ làm vậy nè. Sau thằng Ballet với lại thằng Bikuro nó chờ làm gì vậy anh game, bây giờ nó làm vậy này là làm sao nó vậy được? Làm sao nó xảy ra cái biến số này nọ cái thứ được trong vòng 1 phút này nọ cái thứ. Lúc đó nó nói tôi nó khùng nó điên. Hai đứa nó nói tôi vậy đó. Sau đến mỗi 3 năm sau nó chơi game nó mới biết là cái chuyện mà nói từ 2017 á, thật sự nó là như vậy. Thật sự nó mới là như vậy. Cái thời này đúng cố gắng luôn á, đúng hạt co luôn á. Đến cái lúc là tụi nó tự nhận trước tôi, tự nói trước tôi nha. Lúc đó với lại kiểu lúc đó tôi là xuất phát là một thằng anh của tụi nó đó. Nên là thành ra là kiểu nó cũng không có giật lực như huấn luyện viên. Còn thời đó tôi là huấn luyện viên mạnh nó cả là tôi lấy cái giò tôi thọt vô cái họng nó rồi. Trời ơi tôi nghĩ là tôi tức. Bắt người ta làm quá trời luôn, bóc lột sức lao động, vừa là muốn lý viên, vừa làm tuyển thủ, vừa là muốn lý, bắt người ta đánh hay nữa. Bóc lột sức lao động. Nghĩ mà nó buồn. Những quốc hận đó cũng trải qua đâu mà biết. Nhưng mà nhờ những ngày như vậy thì mới có ngày hôm nay. Phải chịu đựng được. Nếu muốn ngồi vị trí không ai ngồi được thì hãy chịu cái cảm giác không ai chịu được. Đánh xong cái này 900 mấy người inbox chửi, đọc từng tin nhắn,
mình đọc thì mình kiểu như mình thấy cũng đau đớn đó, nhưng mình kìm được. Nhưng mà không, nhưng mà không, cái đau đớn hơn là gì? Thằng cô hồn luôn, thằng khốn nạn ba lét, thằng chó quay tì, nó coi mấy cái hình mà cho em cái thùng rượu, xong nó coi cái hình mà tôi được ghép, nó nhìn trước mặt tôi nó cười ha 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 vậy nè, con nó khốn nạn chưa? Nó cười xong sự coi là đau đớn trong cuộc đời tôi. Hãy trao cho anh từ đây một nhân tài đóng góp, một người hùng âm thầm, một điệp viên chất lượng của đội tuyển áo cam đen. Áo gì? Có được thi đấu chuyên nghiệp, cam đen, nhiều thành công nhưng giúp cho Ryan có tính trải nghiệm chân thật nhất về những cách vận hành, đào tạo các đội tuyển Liên minh nghệ thuật Việt Nam. Sau thêm một năm thi đấu, cái thời này làm huấn luyện viên mùa đầu tiên, kể câu chuyện rồi đúng không? 3 tháng chờ luyện đúng một bài. Bài gì? Người ta chơi Gitaric. Người ta luyện bài Gitaric dồn toàn nguyên. Còn tôi thấy bây giờ thôi, bây giờ người ta luyện bài đó, mình phải kiếm một cái bài gì cao tơ, luyện cái bài gì ra 3 tháng để cao tơ bài đó. Xong rồi thời điểm đó kiếm thằng Meliodas ngồi kiếm hả, kiếm cả non sông bể núi luôn đó. Lúc đó hết rừng ngủ quý vị, lúc đó thực sự hết rừng rồi mà hả, tụi nó muốn hai rừng, tại vì lúc đó tụi nó nghĩ Su Hào nó hay bị tâm lý, nhưng Su Hào nó hơi bị quýu, còn Su Hào đánh viên Lập quýu lắm. Tôi mới giặt óc suy nghĩ mỗi ngày tôi mới hả nghĩ ra được thằng Meliodas ở Vũng Tàu. Tôi mới xuống nói chuyện với gia đình của Meliodas, dẫn Meliodas lên đây. Xong rồi trong quá trình mà đào tạo tụi nó này nọ đó, mới có cái câu chuyện mà tôi nói ha, mọi người là chuyện mà Meliodas nó đập bảy bạn cái lùng đơ mơ, để tao chóng mắt lên coi tụi bay đi chung kết được hay không, đồ cầm dao nữa mà. Thằng Lộc nó cũng đâu có dựa, tiêm đấu thằng nào dựa đâu. Khổ tâm lắm. Ryan quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để bước lên băng ghế huấn luyện viên, nơi anh có thể đóng góp một cách thiết thực hơn cho đội tuyển mà anh gắn bó những năm cuối, Young Generation, sau này là phong vũ của Buffalo. Mùa hè năm 2018, với sự bổ... Tất cả những cái gì tôi nói đều là sự thật. Đi hỏi mấy anh, hỏi anh Lộc thử đi. Hỏi anh Lộc cái vụ mà Meliodas đi, có phải không? Coi thử đi. Bổ sung thêm được trên siêu tín là Zeros, thay thế cho vị trí của Ryan. Trước đó, có đổi tên thành đội tuyển phong vũ Buffalo. Ryan cùng những người đồng đội cũ. Lúc này mà đánh cái trận này nè, đang chung kết nè. Đánh vừa thua game, vừa đòi mất con Marion mà thua á. Thằng Meliodas ra cái mặt không còn một miếng máu. Khóc luôn. Mới có cái vụ mà bữa tôi kể anh em là tôi nắm hai cái tay này, tôi la vô mặt nó đó. Tôi kêu là nhất này nọ, xong rồi tôi nói một chàng này nọ. Xong lúc đó mới lấy bình tĩnh lại, mới vô đánh rồi mới đánh được đó. Không, lúc đó không có giải quyết tâm lý của nó là có khi chung kết này là hả thuyền trưởng đi thế giới luôn đó. Lúc đó nó quýu lắm rồi. Người nó lúc đó đụng vô người thằng Meliodas là người nó rung cầm cặp vậy luôn nè. Nó quýu lắm luôn rồi. Chọn gặt hái không ít những thành công tại giải quân đội. PVP mùa hè năm đó trở thành tân vương của giải đấu VCS vô cùng dễ dàng. Họ cũng chính thức trở thành đại diện của Việt Nam đến với đấu trường Liên minh Huyền thoại danh giá trong năm. Tâm nguyện đối với giải quốc tế một lần nữa của Ryan được hoàn thành. Tuy rằng năm đó phong vũ Buffalo không quá vang dội ở quốc tế. Nhưng dẫu sao họ cũng có hai chiến thắng trước các đội tuyển châu Âu và Đài Loan là Flashball và Zichu Esports, minh chứng thành công đầu tiên cho Ryan ở vai trò mới này. Kế tiếp Ryan vẫn tiếp tục cùng mấy châu đỏ chứng minh. Nói tới chung kết thế giới này ta lại tức. Lộc ơi là Lộc. Đáng lẽ cái mùa này tôi đưa đi chung kết thế giới 3-3 rồi đó. Nó y như là cái việc mà Deja Vu á.
là ngày hôm trước vừa trend team với lại Gen Z, hay trend team với một đội nào đó quên rồi, không có nhớ, là có một cái tình huống y chang luôn, là giữa vô cái việc vô cướp con Lu với lại lên đếp cái quay ở trên, là nó vô cướp Lu xong nó chết. Tôi đã nói vừa hôm trước là tôi đã nói là đừng có ăn con Lu này, lên đếp cái quay ở trên đi, là xong nó vô cái thế đẹp, xong xuống đánh đồng và win, đang mạnh hơn, đang ngang, đang mạnh hơn mà. Xong rồi qua ngày hôm sau nó đánh với Di Chu, nó vẫn chạy thẳng vô nó ăn con Lu. Không phải cái trận này, cái trận thua Di Chu mà trận trước á, đáng lẽ là ba ba rồi, là có thể vô đánh Tarek rồi, là vẫn có cơ hội vô được top 8 rồi. Nó làm y chang luôn. Chứng thành công đầu tiên. Ờ đúng rồi, cái trận mà nó chơi con chạy si đó. Còn thằng Luân chơi con lập lăng. À, phải trò mới này. Kế tiếp Ryan vẫn tiếp tục cùng bầy châu đỏ gặt hái thành công ở mùa xuân năm 2019. Khi lên ngôi vô địch cách này thuyết phục, và tiếp tục có cơ hội đến với đấu trường Mississippi Invitational tổ chức ở vòng play-in và vòng bảng trên chính thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại đây đụng độ với những đại diện mạnh nhất của các khu vực. Phòng vũ Buffalo có một khởi đầu tương đối mờ nhạt khi phải bước đi từng vòng play-in. Tại vòng bảng play-in, phòng vũ Buffalo để thua đáng tiếc cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là 1907 Fenerbahce và đội bách bảng Bomber. Qua đó buộc phải đánh tie break với Fenerbahce để tranh ngôi nhất bảng. Ngài Ryan đã chỉnh đốn lại tinh thần thi đấu cho các học trò của mình, hạ bớt kết tội và đánh gắn kết hơn. Chỉ điều đó đã giúp phong vũ vượt qua chứng ngại vật. Đúng lạng lọc luôn, game này nó hạ cái tôi thường đấy. Ở vòng loại trực tiếp. Cơ hội cuối cùng tại nhánh thua khi phong vũ Buffalo đối đầu với V. Cái thời này tôi nói thiệt, cái thời này mà thua thằng VEG này một cái là thiệt, cái thấy tôi cuộc đời tôi hối hận nhất luôn. Nếu mà thua nha là tôi thấy tôi hối hận nhất luôn á. Tôi nói rồi, ban con Tam Ken đi. Ban con Tam Ken đi, quỳ lại mày luôn á, quỳ lại tôi bay luôn á, ban Tam Ken đi. Con Tam Ken có gì đâu phải ban. Con Tam Ken nó yếu mà. Trong khi người ta chơi được có một con à, thôi ban đi, cho nó chơi con khác đi, nó chơi con đó ghê lắm. Không, em muốn, em phải đối đầu với những sự khó khăn, gian khổ. Lúc đó tiếng nói, lúc đó tôi xuất phát là một thằng anh của tôi mó mà, chứ không phải thằng huấn luyện viên đâu. Tôi khổ lắm. Mém nữa thua luôn đó. Tại đây họ dẫn trước 2-0 để rồi bị lật lại 2 ván trước khi hạ gục ngầm ngàn đại diện của Nhật Bản. Trận thắng gian nan này khiến phong vũ Follo bị chỉ trích khá nhiều. Và Ren cũng là một trong số đó, với những tình huống bản pick khó hiểu. Học trò quang game cho trận đấu cùng lý giải. Tức quá mà. MSI được tổ chức ở vòng bảng tại trung tâm hội nghị quốc gia. Và khán giả cũng được vỡ hòa sau hai trận thắng của phong vũ trước đại diện của vô địch châu Âu. Tôi nói thiệt mấy ông mà đợt này MSI tôi tưởng 0-10 rồi, chứ đừng nói thắng được 2-0. Hai trận. Tôi tưởng cái đợt này là 0-10 rồi. Chưa đánh nữa cái ngày gì vậy, cái ngày gen. Cái gì vậy? Gì họp vậy? Tại đến anh đang xong, anh reaction xong anh mới ra được, anh đi sinh nhật cái rồi anh mới chạy ra họp được. Trời ơi, cái thời này trước ngày thi đấu một ngày có cái chuyện chen không á, ông nội Zeros với ông nội Melas cãi nhau, cạch mặt nhau. Xong rồi ba, bây giờ team có mỗi ba lọc à, có mỗi ba top à. Xong bây giờ phải để cho ba số hào vô đánh với ba lọc. Xong rồi trước đó thì trong team ba Naun với ba Naun với ba lọc á, thì hai ba khó chịu với nhau, cạnh nạnh nhau, không có chơi được với nhau. Mình thì ở giữa, lúc nào mình cũng ở giữa giảng hòa cho tụi nó. Mình lúc nào cũng ở giữa giảng hòa cho tụi nó, không ai giảng hòa cho mình đó. Làm việc với tụi này 1-2 năm thôi, tụi nói thiệt mấy ông, cái đầu tôi càng ngày càng hói. Sáng ngủ ra nằm kế bên toàn tóc không. Rồi trong lúc đánh giải cũng đâu có hơi dễ dàng vậy. Thằng Lộc với lại thằng Ba Lét, hai thằng cãi nhau, giận nhau. Giữa đêm thằng Ba Lét xách ba ly đi qua trần còi ngủ. Nửa đêm xách ba ly đi luôn.
khổ lắm. Mà cả thời đó đâu có nói được đâu. Rồi đánh giải, đánh với cái trận Ti Quan á là mình đã biết rồi, đã nói rồi đó. Đánh với Ti Quan đó, anh Bích đã nói là mày giờ mày bích con này là mày bích con, mày bích con Harim, mày bích con Harim với lại con Rie là nó sẽ bích con Kennen. Nó sẽ bích con Kennen với lại con ID đó. Bây giờ tao bay swap kèo lại thì tao bay chơi được. Tụi bay quáp kèo lại, tụi bay chơi được. Lúc đó con Rai hơn kèo con Kennen. Còn con Hagrim đi mid đó, đánh chung với con cây, đánh với cặp kia là hai con tay ngắn thì đánh được. Không, không là không. Xong rồi vô cái kèo Hagrim đi trên top, gặp Kennen nó quýnh cho bệnh. Rồi thằng Rai đi mid gặp ID nó xiên cho lũng đầu. Ôi, nhưng mà lúc đó không có nói được. Xong rồi đánh giải xong, mình phải là cái thằng chịu nhận hết tất cả. Dù sao mình cũng là người đứng đầu. Bây giờ có thành công hay thất bại hay cái gì đi chăng nữa thì mình vẫn là cái người mà phải đứng ra chịu. Thời đó tụi nó chửi tôi hả, chửi tôi như là hả rác vậy đó. Mà làm sao biết mấy câu chuyện bên trong. Nhịn nhục chịu đựng từ thời đó. Xong rồi đánh tới cái thời mà đến mà cuối 2019 làm team DBL á. Xong rồi top 4 rồi, lúc đó quyết định, lúc đó là tôi out team đó. Lúc đó out team đó. Xong rồi lúc out team đó mới nhìn nhận lại trong nguyên một khoảng thời gian mình đi làm tuyển thủ, xong rồi đến khi mình làm huấn luyện viên mình đã làm sai cái gì đó. Chichu Esports, tuy rằng đó là chiến thắng duy nhất của đội, nhưng hành trình của Buffalo tại MSI đủ giúp cho Việt Nam có hai suất đi chung kết thế giới cùng năm. Sau giải đấu mùa xuân và những trận đấu lận đận ở quốc tế, chính Ren là người bị nói tới nhiều. Trên nhiều diễn đàn, dựa vào thất bại quốc tế của phong phú Buffalo, nhiều người đã mang Ren ra dễ cợt và cho rằng anh hồi cúc, cho rằng bản thân anh không làm được gì ngoài phù hộ và nấu mì cho đội. Không có tiếng nói và giữa hơi thành tích của team lúc bấy giờ, những cá nhân của Buffalo đều vô cùng xuất sắc. Những chỉ trích càng sâu sắc hơn khi Zeros rời đội. Phong vũ Buffalo đổi tên thành Dashing Buffalo, chỉ giành được hạng 4 mùa hè năm 2019. Grant thông báo rời đội, tiếp tục quản Academy Young Buffalo tại. Cái thời này tôi vừa thông báo rời đội, cái tôi thấy nguyên một cả cộng đồng chúc mừng luôn á. Nguyên một cộng đồng chúc mừng, đầu tiên tôi cảm thấy nó ghê gớm vậy luôn. Nguyên một cộng đồng chúc mừng luôn mấy má. Mỗi lần tôi đọc lại cái bài đó tôi thấy cảm thấy thiệt cái đáng sợ thiệt luôn á. Chưa có một huấn luyện viên nào ra đi mà thiệt được nguyên một cộng đồng ủng hộ vậy luôn. Đây, Ryan có từng bước chứng minh cho mọi người thấy năng lực của anh không chỉ có thể dựa vào những ngôi sao lớn trong đội, mà thực sự có thể phát hiện và phát triển những tài năng mới cho liên minh Việt Nam. Từ mùa hè 2020 cho đến nay, khi trở lại đội. Xong rồi, lúc đó về một năm trời làm streamer phân tích khùng, phân tích điên trên YouTube, trên Facebook. Một năm trời nhìn nhận lại các thứ. Rồi lúc đó là bên ông Đôn là quản lý hiện tại của SGB nè, mới kêu tôi. Xong rồi kêu tôi về làm huấn luyện viên. Lúc đó order tôi về, offer tôi với giá là 15 triệu một tháng làm team nhỏ. Mà lúc đó kiểu cái tôi cũng nói chung là không phải là cái tôi đó, nhưng mà kỹ mình đã từng đi thế giới rồi. Mình đã từng đi thế giới rồi đúng không? Sau mình cũng làm với nhiều team, mình cũng kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà hả, trả mình có 15 triệu một tháng à, mình cảm thấy không có xứng đáng, định không làm. Nhưng mà xong tức quá phải chứng minh. Tại vì cái sau cái ngày mà đi nói chuyện xong không định làm, xong rồi về coi lại mấy cái clip cũ, đọc được cái comment hôi cúp của mấy thằng kia, thằng này làm gì có trình độ, suốt ngày hôi cúp này nọ ăn theo tụi nó, trời ơi tao tức. Lúc đó dẹp cái chuyện tiền bạc qua bên luôn, dẹp chuyện tiền bạc qua bên, quay lại bắt đầu làm với tụi nghe, làm với tụi nhỏ, làm tụi nhỏ từ lúc mà làm tới đó. Phù lộc, những lứa tuyển thủ Ren đón tay còn rất trẻ. Anh cũng có công góp nhận và rèn rũa lớp tuyển thủ 2K2 đến 2K4 mới cho Việt Nam như là Style, Ariati, Taki, Hasbrand, Vincent. Cạnh Chamlo mới có thể
Thằng Arigato là cái lựa chọn cuối cùng của tôi rồi đó. Nó là lựa chọn cuối cùng của tôi á. Là khi hết lựa chọn rồi đó là tôi mới lấy nó về đánh AD đó. Hải Thành quả ngọt. Đến mùa xuân năm 2021, với một đội hình toàn những tuyển thủ trẻ, SGB với sự dẫn dắt của ngài Ren đã có thành công đầu tiên là vị trí Á quân VCS. Sau đó là những trận... Cái lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân mình là chứng minh thôi. Một ngày làm việc 12-14 tiếng, trông như trông trẻ. Kỷ luật sáng 10 giờ sáng, 10 giờ sáng là thằng nào không dậy, thằng nào không dậy, đánh nó cái dấu ít trước, xong rồi kêu, giờ mấy giờ mày chưa dậy? Kiểu như quân đội luôn, mấy giờ rồi, hôm qua mày làm cái gì? Các thứ. Một tháng tụi nó đâu có nhiều đâu. Thời đó tụi nó làm ở team B, một tháng tụi nó 3 triệu à. Lần đầu bị phạt 10.000, lần sau 100, lần thứ sau nữa 1 triệu. Mà thời đó tôi làm ở dưới B tháng nào cũng âm thêm 15 triệu. Có dư miếng ngàn nào đâu. Toàn lo cho tôi nói những cái ở ngoài, dẫn tôi nó đi ăn. Rồi hả, có mấy cái cuộc mà hả, mấy đứa ăn với nhau, nói với nhau. Rồi dạy tôi nói về cách sống, cách đạo lý này nọ. Mệt mỏi vãi cái đái luôn. Nhưng mà nó gì cái câu đó, gì cái câu mà hôi cúp hôi lông đó đó. Tôi đúng kiểu mà, đúng kiểu hả, gọi là gì ta? Phải điên. Kiểu âm thầm á, tôi hay kiểu âm thầm tôi đâm một phát á, dạng vậy, tôi thích kiểu vậy đó. Chứ không có thích cái kiểu mà sồn sồn lên liền. Họ trở lại mạnh mẽ một lần nữa vào năm 2022 của mùa xuân. Họ tiếp tục giành vị trí Á quân, chỉ đứng sau một gạo eSports có nhiều kinh nghiệm. Nhờ vì thế là Á quân giải đấu, họ có được vị trí đến với MCC Invitational do GAM, đội vô địch đã tham dự SEA Games diễn ra cùng thời điểm. Tại sân chơi này, những học trò của Ren là đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất của giải đấu. Họ đụng độ bảng play-in với đội tuyển triệu fan T1 ngay trong ngày khai mạc. Tuy do thất bại, SGB vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc qua màn thiện bộ đôi đường dưới Shogun, Taki, Chikeria và Umayoshi. Sự dỗ giải, họ tràn đầy sức trẻ của SGB khiến ta ngày càng nể huấn luyện viên của họ. Đứa tư thủ anh đào tạo từ năm 2020 đến nay đã thực sự có màn thiện không hề đáng tiếc tại giải đấu. Với những trận đấu họ còn thi đấu sòng phẳng với những RG và EG. Đây là cơ hội để Ren khẳng định một lần nữa mình là huấn luyện viên theo đúng nghĩa huấn luyện viên đào tạo, chứ không là một kẻ chỉ dựa hơi những siêu sao trong đội hình. Cái đợt MSI là tôi nói với tôi nói vậy nè, tôi nghĩ cho tôi nói nhiều hơn. Cái đợt MSI tôi nghĩ cho tôi nói nhiều hơn. Tôi có nói với tụi nó bây giờ đi qua bên MSI, đi thi đấu MSI đi quốc tế, anh sẽ cho phép tụi bay được chơi những cái thứ mà tụi bay thích, để tụi bay đánh với những người trên thế giới, để tụi bay biết là bản thân tụi bay đang ở đâu. Tại vì những khu vực mà top 1 trên thế giới để được đi MSI là toàn là những cái team rất là mạnh. Và bản thân tụi bay phải là những người trải qua cái chuyện đó để mà học cái chuyện đó, thì tụi bay mới có một ký ức trong cuộc đời. Từ đó sau này cho dù tụi bay có đi theo anh đi chăng hay không đi chăng nữa, thì tụi bay vẫn có một cái kinh nghiệm để ở những team khác, hoặc là lần sau tụi bay đi được đi thế giới thì tụi bay có kinh nghiệm để biết cái cách chơi. Xong vừa xong 6 game, thua hết 6 game, trong đó có một cái game là tôi dặn tụi nó bây giờ bắt đầu là phải đánh combat vô tranh tổng, đừng có ham găng ở những cái lan, chắc chắn xua 100% mấy găng, còn không tập trung đánh sức giả cho anh. Xong đánh 6 game, xong đánh cái game đúng cái game thứ 6 là có cái clip mà tôi chửi đó. Tôi chửi mà banh sát ở ngay chỗ em ở đây đó. Cái clip đó có 4 phút ngắn này nọ thôi. Trước đó tôi chửi một loạt luôn, chửi hả tầm 30 phút. Xong lúc sau mới thắng được 2 game. Xong rồi bây giờ là sau cái đợt mà sau cái đợt này đi chung kết này thế giới nè. Tôi có nói với tụi nó rồi. Đợt này anh chỉ muốn tụi bay nghe và làm, anh không cần tụi bay thể hiện, sân khấu này là để anh đó. Tôi nói với tụi nó như vậy. Đợt này là không có vụ mà em thích gì này nào, có không có đâu, nghe và làm. Đợt này tôi nói thiệt, tôi rất là muốn đi ra thế giới thể hiện lắm rồi, đã bao nhiêu lần rồi. Việt Nam mình là không có dở, mà tại vì sao ra thế giới đánh là tâm lý, đánh rồi xong rồi kiểu thế này kiểu kia, xong rồi lúc nào cũng thua hoài, một năm đi có một lần à, máu lắm rồi. Trở về từ MSA 2022, Ryan đã tham gia nhiều buổi talk show của huấn luyện viên Hoàng Luân về công cuộc đào tạo thế hệ trẻ.
Tại đây anh cũng chia sẻ quá trình tìm kiếm tài năng trong tương lai, tự danh đơn đôi Việt Nam, bộc lộ niềm tin về khả năng phát triển lớp kế cận tiếp theo thay thế lứa tuyển thủ đã bên kia sửa sắp sự nghiệp. Có thể nói sự nghiệp tuyển thủ của Ryan không quá thành công, nhưng nhờ đó anh đã có trải nghiệm nhiều đội tuyển, qua đó thêm những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện. Những tuyển thủ được đào tạo từ lò nhà Châu, cụ thể là học trò huấn luyện viên Ryan, đa phần đều có lối chơi thiên về giao tranh, kết hợp đồng đội thay vì mang tính hổ báo như lứa trẻ trong quá khứ. Anh cũng tự nhận định rằng việc tuyển thủ trẻ của các game PC liên minh huyền thoại có còn nữa không phụ thuộc chính vào sự quan tâm của giới thượng tầng đến họ. Nếu không ngừng tìm kiếm, đào tạo lứa tuyển thủ trong tương lai mới sẽ cực kỳ hứa hẹn. Che già mang mầm là quy luật tự nhiên, nhưng không phải mảnh đất nào cũng vốn màu, nhưng không phải mảnh đất nào vốn cũng đã màu mỡ. Do đó rất cần những huấn luyện viên có tầm và tầm như ngài Ryan. Đúng vậy mà, người Việt mình đâu có dở, phải không ạ? Anh cho muốn thế giới đánh giá Việt Nam mình biết chơi game. Anh không muốn thế giới nhìn vào Việt Nam mình một người Việt không thể sánh bằng người Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Người Việt Nam mình rất giỏi. Mỗi lần mà coi clip này lại tôi muốn khóc mọi người. Những giao án mỗi tối chỉ cho người xem những kiến thức căn bản và trò chơi, phần nào giúp cho xếp hạng đơn của Việt Nam có thêm phần nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, tôi á ngày cũng cho khán giả cái nhìn khách quan hơn về thể thao điện tử, về các giải đấu và về liên minh huyền thoại chuyên nghiệp của thế giới. Mùa hè năm nay, ngày nay tiếp tục cùng SKB có được thành quả ngọt với danh hiệu Á quân và tấm vé dự chung kết thế giới. Chiến thắng trong loạt BO5 đánh thắng cũng là một dấu ấn khó phai mở. Tuy rằng trong trận chung kết tổng, họ bị hủy diệt trong vánh. Cái này là gọi là cái sự thỏa mãn á anh em ạ. Nhớ cùng ngày. Còn nhớ thoạt đầu thì SKB chật vật trên bảng xếp hạng. Nhiều người cũng đã chế giễu ngài Ryan với công tác huấn luyện và năng lực vấn chọn. Lời hứa của anh cũng đã khiến biết bao nhiêu người hoài nghi, kể cả một số tuyển thủ trong đội. Mùa này SKB không đi buồn, anh nghỉ công tác huấn luyện. Lúc đó là đang hạng 7 ha. Nổ sớm. Nhưng thành quả thì tất cả mọi người đã thấy. Tấm vé số 2 của khu vực VCS đã gọi tên về châu đỏ, học trò của huấn luyện viên Ryan. Bây giờ vào play-in không dễ dàng và quá trình xin visa gần đây còn nhiều khó khăn. Nhưng phải khẳng định rằng Ryan luôn như thế, là người dám nói dám làm và luôn là niềm tin mê người hâm mộ. Năm 2022, một lần nữa trên đấu trường quốc tế, chúng ta lại thấy Ryan và những người học trò của mình. Lần này đụng độ ở một bảng đấu toàn những tên tuổi lớn sẽ là cơ hội tốt để SKB cọ sát và biết mình ở đâu. Ryan cũng lần nữa khẳng định sẽ giúp Sài Gòn Buffalo vào vòng bảng, giúp cho Việt Nam lần đầu tiên có hai đại diện trong vòng 16 đội tham gia thi đấu. Đây chính là cơ hội tốt để huấn luyện viên của SKB sửa sạch dấu vết tội đầu 5 năm về trước ở một cương vị khác. Chúng ta vẫn hãy đặt niềm tin nơi huấn luyện viên Ryan, nơi SKB và những đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Và đây không chỉ là cơ hội mà còn chính là tương lai của liên minh huyền thoại Việt Nam. Phải nói Ryan thực sự phải là một trong những huấn luyện viên đáng nể nhất liên minh huyền thoại Việt Nam hiện nay. Anh chắc chắn là một trong những người giỏi mà còn luôn nỗ lực không ngừng trong các công tác huấn luyện. Đến nay anh luôn cập nhật tình hình trò chơi một cách chi tiết nhất, không chỉ phục vụ phân tích chuyên môn cho đội mà còn truyền đạt những điều hay trong game với những người xem. Hành trình đêm nay của SKB và Ryan vẫn chưa kết thúc. Với dư cả về liên minh, chúng mình vẫn luôn kính trọng và mong rằng SKB và Ryan sẽ có tinh thần thật tốt trước chung kết thế giới năm nay để giúp Việt Nam gặt hái những thành công trên đấu trường quốc tế. Và các bạn nghĩ sao về Ryan cũng như cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của anh? Thì cảm ơn nghe. Cảm ơn ngài, ngài dưới. Và nếu như các bạn có ý tưởng gì muốn mình thực hiện, đừng ngần ngại hãy chúng giả phần tự cận bên dưới. Và mình sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe các đồng góp ý kiến. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây tôi sợ là lỡ mà kéo đi không được á. Có thể mùa này một cuối tôi ở cùng với lại tụi SGB. Cho dù là biết là ra thế giới không biết đánh nắm như nào, nhưng ít nhất là có thể là một cái kỷ niệm cuối cùng. Cùng tụi nó 2 năm trời cùng tụi nó, từ những lúc chưa có gì, cùng cố gắng cùng nhau, cùng đi với nhau trong vòng 2 năm mà kiểu đi được thế giới 2 lần rồi cũng được gọi là thành công. Chưa biết tương lai như thế nào nhưng mà có thể là như vậy. Chứ là cũng không biết là thí dụ mà được đi ra thế giới thì sẽ đánh đấm như thế nào. Nhưng mà ít nhất là hả, có một cái kỷ niệm cùng với nhau. Xong rồi cho nhau những cái bài học để tương lai nó sẽ tốt hơn. Tụi nó rồi cũng phải lớn, sau này nó không làm game nữa thì nó cũng phải có nó có những công việc khác ngoài xã hội. Anh không muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng quốc gia khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở.